Hello, xin chào toàn thể anh chị em và cô bác nha. Em Thịnh Bến Tre, lời chào thân thương. Lời đầu tiên chúc anh em mình an lành, nhiều sức khỏe và gặp nhiều vận may trong cuộc sống nha. Nếu anh em có duyên được gặp nhau ở em xe Atis này, và không những xe này, bên em còn rất nhiều dòng xe, anh em cứ đến đây tham quan lựa chọn chạy thử thoải mái nha anh em nha. Từ giá 100 cho đến 600 rất nhiều dòng. Bên em còn khoảng 60 xe để anh em lựa chọn, chi nhánh số 1 Bến Tre, chi nhánh số 2 quận 7 Sài Gòn nha anh em nha. Anh em mua xe liên hệ số 0834333371 gặp em Thịnh. Gặp nhân viên bán hàng để tư vấn là 0866 6789 71 nha anh em nha. Thì trước mặt anh em đây là em Atis G gia đình đời 2001, và xe này thì có dọn nha anh chị nha. Nếu mà xe này cỡ khoảng tổng 220 trong ngoài, xe này thì có dọn rồi, sơn mới rồi, sơn nguyên con, sơn riêng không còn luôn nha anh em nha. Mình thì có sao nói vậy cho nó dễ. Anh em mua xe đến bên em, anh em có thể dẫn thợ thầy hay kiểm tra test xe thoải mái nha anh em nha, để anh em mình đỡ mít lòng người sau cũng vậy, cho mình nó dễ. Thì em này em Atis đời 2001, chất xe rất là đẹp nha anh chị nha. Sơn xi mới nguyên con, mua về chỉ việc đi thôi. Nếu mà xe này sơn rin thì nó không có đẹp đâu, còn nếu mà xe cọp thì nếu mà xe ít đi thì mấy chục ngàn thì nó hòa mai nó đẹp, nhưng mà những xe đấy thì nó mất tiền. Nhưng mà sơn xi thì nó quan trọng là cái máy mình chắc hay không thôi. Sơn thì anh em sơn lại mấy hồi đâu, mà xe này sơn mới nguyên con có 12 triệu. Thì anh chủ này đã sơn hết rồi, rồi anh đổi xe với em. Thì hôm qua em mới đi Tây Ninh lấy về, em này được trang bị 4 vỏ mới, Gutin thước lái là 2 mới, 4 vỏ 2 mới, cặp đèn trước cặp đèn sau 2 mới luôn. Atis 1.8 nha anh chị nha, 1.8G rất là đẹp nha anh chị nha. Chìa khóa lóc cửa từ xa luôn. Sớm giờ xe này quá trời, anh em điện kêu em quay chi tiết, mà sớm giờ đi đám mà không có thời gian quay. Bây giờ mới quay cho anh em mình xem thôi. Được chủ nhân lên lót sàn 5D. Dàn ghế rất là đẹp, ghế da cũng còn khá là mới, có ghế tì tai. Túp lô túp ly cũng tương đối là ok anh chị. Đời 2001 đến giờ 20 năm rồi, nó đẹp thế này là thôi ok quá rồi. Đời 2001 mà không biết anh chủ nhân này anh sơn làm sao. Cái tem người ta mà không để em sơn luôn, tem người ta luôn. Không biết anh thợ này thợ gì không, cái thợ giường sao hơn luôn cái bát cửa mà đi sơn luôn nè, chả hiểu luôn nha. Sơn xong mà bằng keo không tháo luôn. Nếu mà anh thợ này anh có xem cái video này á, thì em khuyên anh nên cân nhắc lại cái công việc của anh nha. Nếu mà công việc của mình, nếu mà anh thợ có tâm, anh làm việc, anh trước khi anh giao bằng giao xe cho khách là anh sơn, anh phải tháo cái này ra, và anh phải che những cái ống ngủ này nè, và cái bát cửa anh phải che lại. Em cũng xuất thân từ nghề làm xe ô tô đó, nhưng mà em không có duyên được là sửa xe, em chỉ có duyên với người bán xe thôi. Nếu mà em làm xe thật sự, anh chắc phải kêu bằng anh hai á. Thật sự xe người ta mà sơn chú dày, sơn xong bằng dao người ta mà không có tháo keo ra luôn, chạy được chứ. Xe này thì keo chỉ còn đầy đủ anh chị, túp lô túp ly rất là đẹp ha. Về ghế cũng tương đối là ok, ổn định hết rồi. Anh em mua xe này về cứ lên xe và đi thôi. Xe thì được trang bị túi khí nha anh chị nha. Ở em Atis G đời 2001 này trang bị một túi khí vô lăng. Đấy. Được trang bị màn hình, dàn lo. Cái nhạc cũng khá là tương đối là ổn định đó anh chị. Nhạc cũng khá là hay. Củ số là 4-5 số nha anh chị nha, số sàn. Máy gầm chất anh chị. Em này thì máy gầm khỏi bê chê. Trần nỉ riêng theo xe nha anh chị nha. Túp lô túp ly rất là đẹp. Màn hình đầy đủ, cam lùi không biết có hay không. Cam lùi không có nha anh chị nha, có màn hình thôi. Âm thanh nghe nhạc nó lạnh đầy đủ. Dòng này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị, 100 cây anh em mà đi tầm khoảng 6 lít rưỡi thôi, không đến 7 lít. Máy số gầm đại chất. Giá hợp lý 169 triệu. Gầm thì có thể nói là không thấy phát hiện một cái dấu mục luôn. Nếu mà có dấu mục thôi em tặng xe cho anh em mình nha. Đó. Ở em xe Atis G thì anh em được trang bị thứ nhất là máy 1.8 chứ không phải là máy 1.3. Nếu mà xe taxi thì máy 1.3 không túi khí, em này máy 1.8 ABS túi khí. ABS đây. Máy gầm đại chất anh chị, phun xăng điện tử. Máy thì quá ư là ổn định rồi. Xe này quên nói anh thợ này nữa nè. Anh thợ này anh dở một chỗ anh em biết sao không? Anh dọn xe cho anh ta. Mà cái mâm xe người ta là 4 con ốc mà anh gắn có 1 con ốc à. Hồi tối hên á là em chạy nha. Anh em thấy không? Anh gắn con ốc này không à. Hên là hồi tối em chạy. Cái em lên xe em cảm nhận liền, tại em làm công nghệ em biết mà, em chạy xe em biết liền. Em xuống kiểm tra thì thấy xe có 1 con ốc à. Tí xíu nó lên cao tốc cái là ông nội nhìn không ra em luôn rồi. Hơn cái là em nhận ra, cho nên em tháo từ những ba bánh xe này, em tháo một xe này, em tháo một con, thì thành thử ra là một cái mâm chỉ có ba con. Thì sáng nay mới mua lại một con ốc, mua 35 ngàn.
Nhưng mà nếu anh em nào mà quen những chỗ bán phụ tùng xe mua 35 ngàn nha. Cho anh em nào mà vô cara làm xe, làm bánh, làm vỏ, anh em mua một con ốc tới 80-100 ngàn lận. Đó, thì người ta bán là 1:3. Thì những cái phụ tùng xe cũng vậy. Giống như phụ tùng xe anh em, ví dụ anh em mua phụ tùng xe ăn chơi 1 triệu đi. Thì giá thị trường nó là 1 triệu, nhưng mà anh em mua chỗ khác không 3 triệu. Nếu mà anh em biết chỗ mua nó rất là rẻ, hoặc là anh em đã mua từng xe bên em sẽ hỗ trợ anh em những cái phần đó. Em sẽ đặt đồ cho anh em rất là rẻ nha. Không phải đồ Toyota đâu, đồ nào cũng có. BMW, Audi, BMW, Đức, Mạc, những dòng xe Trung Quốc vẫn có nha anh chị nha. Đó, cái quan trọng là mình biết cái chỗ mua hay không thôi, chứ mình đặt niềm tin mà sai chỗ là mình tốn tiền nhiều lắm anh chị. Cái đồ phụ tùng xe ô tô này rất là dễ tìm nha. Nếu mình quen đúng chỗ, đúng thời điểm, đặt đúng nơi thì nói chung là rất là dễ tìm đó. Xe thì bên em thì cái này thì em thấy thì còn rất là khá xe và đẹp anh chị. Thì anh chị mình, nếu mà anh chị mình thấy thích xe này, có duyên thì anh em mình đến đây gặp em. Máy số gầm đại chất nha anh chị nha, êm cực kỳ luôn. Bên em thì dòng Toyota Corolla này em còn 3 xe. Một xe Atigo 201 thì em bán 169, và một dòng xe Toyota Corona nhập đời 93 nha, em bán 106 triệu thôi, rẻ gần phân nửa xe đấy. Thì form dáng xe này sẽ không bằng rồi, nhưng mà bù lại là xe này chạy rất là bền. 2.0 phun xăng điện tử, kính bấm, trợ lực đầy đủ hết. Âm thanh nghe nhạc máy lạnh, bù lại là không có cái trợ lực, không có cái thắng ABS nha anh chị nha. Nhưng mà sơn xi thì vẫn là đẹp mới rồi. Em này mình bán 106 triệu thôi, giá cực kỳ hợp lý nha, chạy siêu bền. Dòng này là bán là bao chạy, bao bền, bao quay đầu, bao đổi trả, bao giao lưu, bao đổi xe và bao giao xe cho anh chị luôn. Đó, anh chị muốn giao đâu cũng giao được nha. Dòng này chạy là siêu bền rồi, bán có 106 triệu thôi. Còn anh em nào mà thích Corolla mà máy 1.8 á, Corolla là chấm mấy, chấm 1.8 không lầm à. Đấy, Corolla đời 98, Corolla Atis hộp sòi á anh chị. Thì em còn một xe nữa, em đang tiến hành đi sơn cái capo, thì xe đấy em bán 132 triệu. Hoặc là thích dòng Ford Laser của Mỹ này, số sàn em bán 140 nha. Còn thích Ford Mondeo, số tự động, cửa sổ trời, ghế điện á, thì một em có một xe màu đỏ số tự động, em bán xe đó 139 triệu, rẻ hơn xe này. Tại vì những dòng xe của Mỹ mà xe mà đời cũ á, cái số tự động nó sẽ rẻ hơn số sàn, nó ngộ vậy. Do cái thị trường Việt Nam mình người ta không ưa chuộng, người ta nghĩ là sợ hao xăng hay gì đó nó rẻ thôi, chứ thật sự ra nếu mà anh em có tiền mua số tự động mình chạy cho nó sướng nhàn chân, chứ mua số sàn chi cực. Thì xe thì bên em còn nhiều lắm, anh em cứ qua chạy thử, chọn thử, lái thử nha. Nissan này số tự động là mình bán 115 à, Kefiro 2.5 luôn, 115 triệu số tự động đó. Bên em thì còn nhiều lắm, anh em cứ qua xem xe. Atis này thì cái màu thì nhìn nó đẹp đó, sơn xi còn mới đẹp. Anh thợ này sơn thì nói chung thì cũng tương đối thôi, chứ nếu mà anh sơn có tâm thì anh không có tâm đâu, thật sự nói anh đừng buồn. Rồi ok, thì anh em nào thích xe này thì liên hệ cho em nha. Máy gầm số còn chắc lắm. Cảm ơn anh chị em mình nhiều nha.